Vâng, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Coach Phạm Phượng và chúng ta đang trong chuỗi 8 video giúp bạn đạt được thành công, hay nói chính xác đó là quyền năng của sự tập trung. Và trong video này thì Phượng muốn dành cho bạn hai câu hỏi. Tại sao bạn đang làm cái điều bạn đang làm? Tại sao bạn vẫn kinh doanh cái công việc đó hoặc cái sản phẩm đó? Và bạn muốn đi tới đâu trong tương lai? Đây là hai câu hỏi phụ trợ mà Phượng hay hỏi dành cho đối tác của Phượng và nhất là những người cần được định hướng. Tại sao bạn đang làm điều bạn đang làm? Tại sao bạn vẫn nghĩ theo cách cũ? Tại sao bạn vẫn hành động theo cái cách cũ? Nhưng mà bạn muốn cái điều gì trong tương lai? Cái điều bạn muốn, ví dụ như bạn, người bạn của Phượng nói rằng là ồ, tôi muốn là gì? Giúp đỡ được 10 triệu người có được những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và ngoài ra thì có 1 triệu người có thu nhập tốt cùng với công việc kinh doanh của tôi. Và Phượng luôn nói rằng là ồ, vậy thì cái hướng đi hiện tại của bạn có thực sự giúp bạn đi đến cái mục tiêu đó hay không? Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là vậy thì tại sao bạn đang làm cái điều bạn đang làm? Và bạn muốn đến đâu? Luôn luôn phải đặt hai câu hỏi này trong hành trình chúng ta phát triển, xây dựng đội nhóm cũng như là gì ạ? Nâng cao các kỹ năng của bản thân. Khi bạn rõ ràng về những điều bạn đang làm hàng ngày, bạn sẽ thấy rằng là đôi khi ạ, chính xác thì chúng ta mong muốn một cái mục tiêu rất là lớn, 10 triệu người, nhưng mình chỉ đang giúp đỡ được có gì ạ, một nhúng nhúng những người rất là nhỏ. Phượng có những người bạn ạ, họ mong muốn giúp đỡ 10 triệu người, nhưng họ lại không chịu phát triển những cái hệ thống, mạng lưới, nhà phân phối, đại lý, mà họ chỉ hầu như là chỉ tập trung bán lẻ thôi. Thì bạn sẽ hình dung là khi Phượng hỏi rằng là ồ, Hương ơi, mục tiêu của bạn là gì? Thì bạn nói rằng là mục tiêu là 10 triệu người. Nhưng bạn ấy, mình hỏi rằng là bây giờ hàng ngày bạn đang làm gì? Thì bạn ấy lại chỉ tập trung bán lẻ mà thôi. Tại sao bạn đang làm những điều bạn đang làm và mục tiêu của bạn là gì? Hai câu hỏi này thường xuyên là câu hỏi bổ trợ cho nhau. Chúng ta phải nhìn rõ ạ. Mục tiêu của mình là giúp đỡ 10 triệu người. Thì chắc chắn không thể là một mình chúng ta có thể hoàn thành được mục tiêu đó rồi. Bạn phải có những cái con người nhiệt huyết, đam mê và sẵn sàng cống hiến giống như bạn để tham gia vào cái đội ngũ này, thì chúng ta mới có giấc mơ 10 triệu người. Nhưng người bạn của Phượng, họ chỉ đang bán lẻ hàng ngày. Đó, Phượng nghĩ rằng là thông qua cái ví dụ này thì chắc chắn rằng là bạn cũng sẽ nhìn nhận được chính mình trên cái hành trình này. Chúng ta mong muốn một cái điều gì đó nhưng chúng ta lại làm nó theo những cái cách cũ. Chúng ta mong muốn rằng chúng ta có thể giúp đỡ được 10 triệu người nhưng chỉ tập trung vào việc bán lẻ, giúp đỡ một đội nhóm nhỏ mà thôi. Vậy thì có lẽ nào bạn sẽ đạt được thành công vậy không? Chắc chắn là không rồi. Và hãy đặt những câu hỏi này cho mình mỗi ngày, cũng như mỗi khi bạn cảm thấy công việc của mình có những cái bế tắc. Mục tiêu của tôi là gì? Tôi cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu đó? Những thứ tôi đang làm hàng ngày này có đáp ứng được cái mục tiêu này hay không? Tại sao tôi vẫn đang làm những điều mà tôi đang làm hàng ngày? Hãy tìm hiểu xem mình có nỗi sợ nào, mình có khó khăn nào, mình thiếu nguồn lực nào để có thể nhờ những người đồng đội, những người mentor, những người coach của bạn có thể hướng dẫn và định hướng cho bạn. Bằng việc đặt những câu hỏi tại sao, bạn sẽ làm rõ được tầm nhìn về thành công, tầm nhìn về cái sự phát triển lâu dài của chính bạn và đội nhóm. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.